Ngọc Trai xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ nói gì. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin y tế nổi bật trong thời gian vừa qua nhé. Tình hình dịch bệnh bạch hầu vẫn khó lường khi đến cuối tuần qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng số ca dương tính lên 33. Theo đó, trường hợp thứ nhất là nam thanh niên 17 tuổi dân tộc Ede, trú tại Buôn Năng, xã Cư Brau, huyện Emrak, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 8 tháng 8, bệnh nhân khởi bệnh với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Đến sáng 11 tháng 8, bệnh nhân nhập viện và được chẩn đoán nghi bạch hầu, viêm amidan có mủ. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm và kết quả là bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Đến nay, huyện này đã có 8 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 20 tuổi, người Hơ Mông, trú tại thôn Eo, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, riêng tại xã Cư Pui đã có 10 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu, trong đó thôn Eo có 4 trường hợp. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có các bệnh lý nền, bệnh lý mãn tính đang ngày càng tăng lên tại Việt Nam. Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến, trao đổi kinh nghiệm và chính sách điều trị bệnh thận giai đoạn cuối trong bối cảnh COVID-19 với đầu cầu là các chuyên gia tại Mỹ và các bệnh viện đang điều trị COVID-19. Theo đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, bệnh thận giai đoạn cuối là một thách thức trên toàn cầu, trong đó việc lọc thận là một gánh nặng kinh tế không chỉ đối với các quốc gia mà còn với bản thân gia đình người bệnh. Hiện nay trên thế giới có khoảng 6 triệu người có các bệnh lý thận mạn, trong đó 80.000 người đã tiến triển giai đoạn cuối. Bệnh thận mạn tính là bệnh không lây nhiễm, thường gây ra bởi đái tháo đường và tăng huyết áp, là một vấn đề sức khỏe công cộng nghiêm trọng. Năm 2017, trên toàn cầu, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính là khoảng 9,1%, tỷ lệ tử vong do bệnh thận mạn tính và tim mạch do suy giảm chức năng thận khoảng 4,6% số tử vong và bệnh thận mạn tính trở thành nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 12 trên thế giới. Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đối với bệnh nhân suy thận mạn như thay thế thận, ghép thận, chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng. Các chuyên gia quốc tế khuyến nghị trong bối cảnh gia tăng bệnh nhân mắc COVID-19, nguy cơ tử vong cao đối với những người mắc bệnh mãn tính như suy thận, tim mạch, ung thư, đái tháo đường, Việt Nam nên triển khai các phương pháp lọc màng bụng tại gia đình để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại bệnh viện. Nếu điều kiện cho phép, cân nhắc đổi bệnh nhân thận nhân tạo sang lọc màng bụng tự động với chức năng kê toa từ xa. Đây cũng là phương pháp hiệu quả mà Hoa Kỳ đang thực hiện. Vừa qua, các bệnh viện trong khu phong tỏa tại Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau 14 ngày cách ly y tế. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, ở giữa tâm dịch, công tác đảm bảo an toàn khám và điều trị cho bệnh nhân đang được thực hiện hết sức chặt chẽ. Sau khi mà bệnh viện được giải tỏa rồi thì đội ngũ y bác sĩ làm việc đó là chu đáo, đó là cũng như là anh em đi khám thì người ta cũng an tâm. Ngay khi hoạt động trở lại, bệnh viện đã bố trí khu vực khai báo y tế và phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu. Với những trường hợp người bệnh có các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến COVID-19, được bố trí khám sàng lọc tại khu vực cách ly riêng. Mọi hoạt động khám chữa bệnh cũng được phân luồng theo hướng một chiều để kiểm soát tình trạng lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế. Nếu như mà bệnh nhân có biểu hiện về triệu chứng, ví dụ như sốt hay là có triệu chứng về hô hấp, thì chúng tôi lập tức đưa qua khu cách ly. Trong khu cấp cứu thì chúng tôi lại có một khu cách ly riêng nữa. Khu cách ly riêng tức là những bệnh nhân nặng, nếu như có những triệu chứng về hô hấp và đặc biệt nhất là có liên quan đến yếu tố dịch tễ thì chúng tôi lập tức cách ly. Để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh và an toàn cho bệnh nhân cũng như đội ngũ y bác sĩ, ngoài việc thực hiện giãn cách và kiểm soát nhiễm khuẩn, các thủ tục hành chính và bảo hiểm y tế cũng được giải quyết nhanh gọn cho người bệnh. Bệnh viện C cũng tạm thời chỉ tiếp nhận các nhóm bệnh nhân là bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ sở y tế khác. Bệnh nhân đăng ký bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện C Đà Nẵng đến khám ngoại trú. Có thể thấy, hiện nay yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh trong môi trường bệnh viện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phân luồng, sàng lọc và giám sát y tế là những biện pháp đang được triển khai quyết liệt, chặt chẽ tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các bệnh viện có nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nhiều bệnh lý nền mãn tính. Ở đây cũng yên tâm, không có chuyện gì mà lo cái dịch COVID ở đây cả. Bệnh nhân cũng như là bản thân mình là người chăm sóc bệnh nhân cũng vậy. Tất cả thì bác sĩ thì các cái nhân viên phục vụ bảo vệ là cũng nhiệt tình nhắc nhở cho bệnh nhân đeo khẩu trang vào phòng dịch trong lúc này. Thì nói chung chúng tôi thì yên tâm để mà chữa trị thôi. Mặc dù đang trong mùa dịch nhưng lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh vẫn đông đúc, có giảm nhưng không đáng kể. Đây là bệnh viện tuyến cuối điều trị cho bệnh nhân các tỉnh thành phía Nam. Hầu hết đều là những người mang bệnh lý nặng, sức đề kháng giảm do chịu tác động của điều trị hóa trị, xạ trị. Và đây cũng chính là những đối tượng cần được bảo vệ tốt nhất, phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức cao nhất. Chúng tôi thiết lập
hai phòng sàng lọc, hai phòng cách ly tại gần cổng ra vào, cổng số 1, cổng số 3, để nếu có những tình huống nào nghi ngờ hoặc là từ cái vùng dịch về thì chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào đây để điều tra dịch tễ. Bên cạnh việc siết chặt hoạt động ra vào bệnh viện, giám sát y tế và kích hoạt toàn bộ hệ thống ngăn chặn dịch, các bệnh viện cũng sẵn sàng các phương án cách ly, điều trị cho người bệnh khi phát hiện có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm, kể cả trong điều kiện bệnh viện bị phong tỏa khi phát hiện ổ dịch. Xe cấp cứu vận chuyển bệnh thì chúng tôi đều phải phun khử khuẩn trước khi chở bệnh nhân về, và sau khi chở bệnh nhân về có ký xác nhận ba bên rất là chặt chẽ. Bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn tất cả những tinh thần, ví dụ như là mình phải phong tỏa một khu vực nào đó thì mình sẽ như thế nào, thậm chí là mình phong tỏa cả bệnh viện thì mình cũng phải có tất cả các phương án để mình có thể triển khai trong thời điểm sớm nhất và ngay lập tức. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn, chuyên khoa tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận và điều trị cho hàng chục ngàn lượt người bệnh từ các tỉnh thành phía Nam. Không để bệnh viện nào trở thành ổ dịch là mục tiêu hàng đầu của ngành y tế thành phố hiện nay, tập trung mọi nguồn lực và giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, phải đảm bảo điều kiện an toàn, phòng ngừa dịch tốt nhất cho các bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo và nhiều bệnh lý nền. Quý khán giả thân mến, mang thai là một hành trình rất là kỳ diệu và hạnh phúc đối với một người phụ nữ. Và tất nhiên, người phụ nữ nào cũng đều mong muốn trải qua cảm giác đó. Thì người phụ nữ rất là quan tâm tới cái vấn đề dinh dưỡng trước khi mang thai. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được trò chuyện với lại bác sĩ Trần Vũ Lan Hương, chuyên gia dinh dưỡng nội tiết, Viện Y Dược học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác sĩ ạ. Chào trai, chào quý vị khán giả. Trước khi mà chúng ta sẽ vào chủ đề ngày hôm nay, xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tiểu phẩm nhé. Chồng. Con bé cơ. Hai đứa nghe mẹ hỏi nè. Có phải là hai đứa đang giữ đúng không? Giữ gì vậy mẹ? Giữ cháu nội của mẹ đó. Ừ. Hai đứa lấy nhau đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa thấy bầu bì gì hết. Mẹ ơi, con cái là phước phần của mẹ. Rồi không lẽ mình cứ ngồi đó rồi chờ phúc phận đến? Phải cố gắng thì mới đạt được chứ. Mẹ, mẹ không ăn cơm ý đâu vậy mẹ? Hai đứa ăn hết cái này cho mẹ. Món gì vậy mẹ? Bím bò. Hả? Ăn cái này rất là hiệu quả đó, nhất là Dũng đó con. Yeah. Anh có sao không? Hả? Anh sao vậy? Chắc là do mấy cái món mà mẹ nấu á. Anh ăn vô từ chiều đến giờ. Mẹ dặn rồi, phải tận dụng hết mấy món ngon bổ dưỡng mà mẹ nấu á thì mới mau có cháu được. Con mời mẹ ăn cơm. Mẹ ăn cơm. Gì nữa vậy mẹ? Thần dược minh mạng đó. Mẹ, bộ mẹ bị bệnh gì hả mẹ? Mẹ phải sắc thuốc uống. Không phải mẹ uống, mà là hai đứa con uống. Hai đứa con? Ừ. Là sao mẹ? Người ta nói á, nhất dạ lục giao sinh ngũ tử. Mẹ, hôm trước mẹ cho tụi con ăn bím bò, nguyên đêm hai vợ chồng ôm bụng đau, dính bầu là không thấy, thấy dính bệnh à. Trời ơi, lần trước khác, nhưng mà lần này là công hiệu thần kỳ đó con. Thôi, con không uống mấy cái này đâu. Bây giờ chuyện con cái để trời tính đi. Bây giờ hai đứa con bố mẹ không có cháu bồng đúng không? Trời ơi, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Con với cái không có nghe lời gì hết á. Mẹ, thôi được rồi, để hai vợ chồng con uống. Uống đi. Bác sĩ ơi,
dinh dưỡng có vai trò như thế nào với cái việc chuẩn bị mang thai ạ? Một cái vai trò về dinh dưỡng đối với mang thai thì rất là lớn, mà thực ra là nhiều người không có để ý. Thường chỉ có phụ nữ trước khi mà có thai thì họ có để ý một xíu, còn với đàn ông thì dường như Hương không có thấy để ý nhiều. Yeah. Dinh dưỡng trước khi mang thai quan trọng như thế nào? Thì bạn thấy muốn có được có thai thì là mình phải có cái việc gần gũi giữa nam với nữ. Yeah. Mà muốn gần gũi đó xảy ra thì phải có cảm xúc. Yeah. Vậy thì mà làm sao để có cảm xúc thì thường một cái cơ thể khỏe mạnh. Yeah. Hấp dẫn, đúng không? Muốn đánh giá một cái chỉ số cơ thể mà khỏe mạnh á, thì họ sẽ đánh giá dựa vào các yếu tố sau, 4 yếu tố. Cái thứ nhất là BMI, tức là chỉ số khối cơ thể. Thì một người bình thường từ 18.5 tới 23, thì phụ nữ quanh quanh khoảng chừng 21 á, thì là đẹp. Cái thứ hai là vòng eo. Vòng eo là cái vùng người ta hay đo hạ eo á, thì vòng eo của nữ đường không được quá 80 và đàn ông thì không được quá 90. Cái thứ ba nữa là tỷ trọng mỡ cơ thể, tức là cái body toàn phần như vậy nè, thì mỡ là bao nhiêu, thì thường trong cái máy đo người ta hay trả lời mình là 20 mấy 30 mấy, thì đối với phụ nữ thì không được 40 và đối với nam thì không được quá 30%. Và tỷ lệ mỡ nội tạng nó quyết định rất nhiều tới vấn đề sức khỏe từ bên trong. Thì mỡ đó khỏe mạnh á, thì là dưới 10, nhưng mà muốn tốt á, là dưới 5. Mà buồn cái á, là khi mà mình biết có thai, nhất là phụ nữ khi biết có thai thì thường là mình trễ kinh, thì mình mới nghĩ tới mình có thai. Thì như vậy là thai nó đã hình thành được 2 tuần rồi. Và như vậy thì hơi muộn để bắt đầu chuẩn bị một cái điều gì đó cho con. Vì vậy trước khi có thai khoảng 1 năm, nếu như mà cơ thể của mình chưa chuẩn thì mình nên chuẩn bị giảm cân hoặc tăng cân cho có được cái BMI nằm trong khoảng từ 18.5 đến 23. Rồi sau đó mình dành khoảng 6 tháng để ổn định cái cơ thể đó bằng những cái chế độ ăn sức khỏe lành mạnh. Thì mình duy trì cái điều đó để chuẩn bị bước vào có thai, thì như vậy mới tốt. Nếu như vậy thì là vấn đề cân nặng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng có con, đúng không bác sĩ? Thường thường phụ nữ của mình để mà nhìn mong manh dễ vỡ mà nó vừa có khỏe mạnh đó, thì phụ nữ quanh quanh khoảng 21 và nam thì khoảng 22-23 là được. Thì tại sao người ta lại khuyên mình phải nằm trong cái khoảng đó? Tại vì nếu như mà đàn ông béo phì thì cái tỷ lệ về tinh dịch nó sẽ bị thấp xuống và khối lượng tinh trùng lành mạnh và khỏe nó cũng thấp xuống, nó giảm tới 50%. Nếu như mà người đàn ông béo phì đó mà kết hôn với một người phụ nữ mà bình thường á, thì may cho là có thể phối giống thành công. Còn nếu như mà lấy với một người mà cũng béo phì luôn thì rất là thảm. Là tại vì là tỷ lệ của những người như vậy rất là thấp. Bạn biết á, là nếu như mình để béo phì, một người phụ nữ béo phì á, thì cả khi mang thai hoặc sinh con đều có vấn đề. Tại vì cái trứng nó chất lượng sẽ giảm. Cái thứ hai nữa là cái lòng trong của cái tử cung nó không có tốt để cho cái thai nó bám. Và khi mà trong quá trình mang thai á, thì lại dễ bị các bệnh như là cao huyết áp, như là bị béo phì. Và khi nặng quá đó thì cái thai nó đè lên, nó làm cho cái tĩnh mạch bị tắc. Cái đối với bé đó thì bé lại dễ bị dị tật. Giai đoạn đầu thì dễ bị sảy thai. Rồi tới lúc sinh ra thì lại khó sinh, vì vậy thường là bị sinh mổ. Mà sinh mổ xong thì cái quá trình phục hồi lại cũng chậm. Và cái đứa trẻ sinh ra lại dễ bị béo phì hơn. Không cần thiết là phải Google hay là gì hết trơn, trời là em chỉ cần hỏi ba má em mà là ông bà thôi. Giờ đây sao cho con khỏe để mà con vợ con sản xuất em bé, thì nó ăn hào đi, giọng hào nhiều vô con cũng ăn không nổi thì chơi tinh chất hào. Vậy thì nó có đúng không bác sĩ? Bây giờ nó cứ cái gì thì cũng nói hào hào hào, everything is hào. Mọi người tương truyền hào có rất nhiều hiệu quả, thì thật ra nó cũng đúng. Để có thể sản xuất được tinh binh tốt đó, nó đòi hỏi rất nhiều chất dinh dưỡng, thì trong đó hào là một trong những món rất nhiều kẽm. Ăn 100g hào, mà thịt hào không thì có thể cho 15g kẽm, nhiều lắm đó. Nhưng mà là hào tươi hay là hào đó? Hào tươi thì nó mới chứa trong cái thịt, còn khi họ chế biến thì nó vẫn còn, nhưng mà họ sẽ có bổ sung thêm. Thì cái tinh chất hào họ sẽ chứa gì? Một chút kẽm, một chút đạm cho mình, và ngoài ra thêm một số chất vitamin và khoáng chất khác. Ngoài ra còn có rất là nhiều các tương truyền khác và rất huyền thoại khác, từ Minh Mạng Thang cho đến ăn gì bổ đó. Thì ngầu nè, biến nè, có ai có ăn phở hay là ăn lẩu dê rồi chắc phải biết mấy cái này. Mấy cái đó là thường nhất mình sẽ ăn khi nào? Mình sẽ ăn vào lúc chiều tối, đúng không? Dạ đúng. Dạ. Mình ăn nhiều khi 8-9 giờ mới xong. Dạ. Những cái món lẩu, những cái món đó thì rất là nhiều chất béo. Lau tiêu. Dạ. Ăn rất là hoành tráng, đã vậy còn thêm bia bọt nữa. Dạ. Thì không thấy bổ đâu thì Hương không biết, nhưng mà ăn trễ sau 7 giờ tối và ăn nhiều như vậy thì Hương thấy cái bụng bia. Thì cái bụng bia lên á, thì người ta gọi nó cũng là một dạng béo phì. Mà nó thì béo phì thì sẽ ảnh hưởng tới như nãy Hương nói rồi đó. Tất cả các thứ đều giảm sút. Cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Thì bây giờ cứ nghe người ta rồi xong cứ ăn hào ào ào như vậy thì khó ngủ thôi các bạn à, chứ không làm được gì hết rồi. Thì cái đó là về vấn đề đàn ông thôi. Còn về vấn đề phụ nữ á, để phải gọi là cái chất lượng trứng
nó tốt á, thì người phụ nữ cần phải bổ sung những chất dinh dưỡng gì? Chất lượng của trứng tốt á, thì nó liên quan rất nhiều tới tuổi. Phụ nữ mà trứng tốt nhất á, trong khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Nhưng mà tuổi đó lại không phải là tuổi tốt nhất để cho sanh con. Tại vì lúc đó mình sự nghiệp chưa có, tiền tài chưa có, kiến thức chưa có, thì việc có con, nuôi con sẽ không có tốt. Cho nên sau này thì cái con số mà người ta đồng ý với nhau là từ khoảng 25 cho tới 35 tuổi là độ tuổi đẹp để sinh con. Còn trễ hơn sau 40 tuổi thì cái khả năng thụ thai nó giảm hẳn hơn 50%. Thì lúc đó mình phải nhờ hỗ trợ. Toàn bộ các vấn đề liên quan tới chế độ dinh dưỡng lành mạnh đều tạo nên một chất lượng trứng tốt và một sức khỏe tốt cho bà mẹ hết. Không có gì đặc biệt hết. Mình chỉ cần quan tâm ăn uống cho đầy đủ là được. Thì trong tất cả các chế độ ăn để giúp cho có thể có thai tốt á, thì sau này người ta nói nhiều tới chế độ ăn Địa Trung Hải. Là ăn đồ ăn ở Địa Trung Hải mang về? À, chế độ ăn của cái người ở vùng Địa Trung Hải đó. Đó là chứ. Nó đơn quá. Giản lắm. Yeah. Thí dụ như bạn thấy những người Ý người ta ăn như thế nào. Người ta trong cái bữa ăn đó người ta sẽ ăn pasta, ăn salad, ăn những cái salad có trộn hạt, ô liu rồi đó. Bạn thấy những cái... Thì đó chính là chế độ ăn Địa Trung Hải. Bây giờ Hương sẽ chỉ cho trai một cái chế độ ăn Địa Trung Hải Việt hóa. Đầu tiên á, là người ta yêu cầu là cái tinh bột phải là tinh bột nguyên cám. Như vậy trai sẽ phải ăn một chén cơm gạo lứt. Gạo lứt không nhất thiết phải gạo đỏ huyết rồng. Gạo lứt là gạo còn nguyên cái vỏ cám, chứ không phải là gạo đỏ huyết rồng. Nó có thể là màu nâu nè, màu đỏ nè, màu tím, rất nhiều ha. Thì một chén gạo lứt kèm với lại khoảng một lạng thịt. Thịt mà Hương nói đó, tức là thịt các loại nạc từ thịt màu trắng á. Thì ví dụ như là da cầm nè, rồi từ cá nè, từ hải sản nè. Chứ người ta hạn chế, rất là hạn chế ăn thịt đỏ. Rồi về rau ha, thì mình sẽ ăn khoảng 2 chén rau trộn. 2 chén rau trộn, trong đó mình sẽ trộn các loại dầu tốt, như là dầu ô liu, các loại dầu mè, dầu phộng, dầu gì cũng được. Trong đó ngoài rau ra mình sẽ có thêm cà chua, mình sẽ có thêm các loại hạt mình bỏ vô. Ngoài ra thì phải kèm thêm nửa chén đậu các loại, đậu ngự, đậu trắng mà mình hay có, các loại đậu hay nấu súp á. Thì mình sẽ dùng khoảng nửa chén đậu đó, mình có thể dùng để sốt với lại cái gà, hoặc mình có thể dùng đó để nấu canh, hoặc mình có thể luộc nó lên rồi mình trộn với lại trong salad cũng được. Thì tất cả các thành phần đó kèm với lại ăn tráng miệng bằng khoảng nửa chén trái cây, lại là chế độ ăn Địa Trung Hải đó. Nó cũng bình thường mà, đúng không? Trời ơi, đối với em thì cái điều đó nó không hề bình thường tí nào. Chứ em mới thiệt với chị luôn á, là ở nhà em ăn cơm đơn giản lắm. Cái tô bỏ cơm vô, bỏ mấy miếng thịt vô, thêm miếng rau, ăn hết gần phân nửa, sau đó là cho ăn canh vô, là coi như xong một bữa. Trời ơi, ai mà ăn được như vậy mà lại giữ được cái thói quen đó, nó quá tốt luôn. Nhưng mà không phải ai, thứ nhất là về điều kiện, còn cái thứ hai nữa là người ta không có thời gian. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho em biết là một cái chế độ ăn nó đơn giản hơn đi xíu không ạ? Thuần Việt Nam đi. Rồi, vậy Hương chia sẻ cái chế độ ăn thuần Việt Nam đi. Dạ, cứ ra chợ là thấy á. Thì một cái bữa ăn á, khi mà mình lên bàn ăn mình sẽ lưu ý như vậy. Thứ nhất, mình ăn một chén cơm thì mình ăn nửa chén đồ ăn. Một chén cho tới một chén rưỡi rau. Ăn xong rồi có thể ăn thêm một chút trái cây. Rau thì có thể là rau sống. Rau sống thì 2 chén, còn rau hấp, rau luộc á, thì là 1 chén cho tới 1 chén rưỡi. Rồi ăn xong mình ăn xíu trái cây và có thể tráng miệng thêm bằng một chút rau ua gì đó. Rau ua không đường thì sẽ tốt hơn. Và có thể dùng thêm một ít hạt, một hạt gì cũng được nếu mình thích. Mình lấy một nhúm vài ba hộp gì đó. Mình tập cái thói quen ăn hạt đó, như hạnh nhân, ốc chó, mắc ca, hột điều gì mình ăn vài ba hộp thêm. Thì đó là một bữa ăn lành mạnh rồi đó. Dạ, đó, nghe vậy thì em có thấy dễ hơn. Cứ ra chợ thấy là mua về làm, ăn cho nó khỏe. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp á, một là người đàn ông hoặc là người phụ nữ họ không ăn rau được, thì Hương có những cái mà không phải là rau mà vẫn rất chứa nhiều xơ. Ví dụ như nè, củ dền rất là nhiều xơ. Rồi những cái loại củ á, cà rốt thì cũng có một ít xơ nè. Còn nếu như mà bạn ăn rau không được thì ví dụ như măng cũng là xơ nè. Măng rất giàu xơ, các loại trái cây cũng nhiều xơ như ổi nè, thanh long nè. Rồi ví dụ như trong trường hợp bạn không kịp nữa, rất nhiều bạn như vậy, thì Hương nói rằng bạn hãy lấy hạt chia hoặc hạt é. Mỗi một lần ăn như vậy bạn pha thêm 2 cho tới 3 muỗng cà phê vung, cán ngắn như nè. Vung bạn khuấy vô, bạn uống một cái ly nhỏ bổ sung thì bạn cũng được vài gram xơ rồi đó. Cái thực phẩm nào mà cả vợ và chồng mà trong cái quá trình mà chuẩn bị mang thai là nên tránh không bác sĩ? Tất cả những cái gì mà không tốt cho sức khỏe đều nên tránh. Ví dụ mình nên ăn gạo lứt đúng không? Gạo còn nguyên cám, gạo trắng nên bớt nếu mình muốn có một sức khỏe tốt. Cái thứ hai về thịt cá thì người ta khuyên là đó, mình nên ăn thịt trắng nhiều hơn là ăn thịt đỏ. Vậy là tức là mình sẽ ăn cá, mình ăn
ăn đậu, ăn tàu hũ, ăn thịt, ăn gia cầm hoặc hải sản nhiều hơn là ăn đỏ, thịt đỏ thì có thể ăn khoảng chừng 2-3 lần một tuần gì đó thôi. Đối với cà phê á, nếu như mà mình uống mà dạng như cà phê đen của mình á, mình pha sắm như vậy á, thì một ngày 3-4 ly á, thì không có sao. Nếu như đó là đúng cà phê, không phải là bắp rang. Yeah. Rồi, còn đối với bia bọt á, thì người ta nghiên cứu nhiều rồi và người ta nói đàn ông á, không uống quá 2 lon bia một ngày và phụ nữ không uống quá 1 lon. Đó là bình thường. Còn nếu như mình muốn có con á, thì mình nên gần như không uống. Lý do tại sao? Tại vì cồn nó sẽ đi qua tất cả mọi thứ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của tinh trùng và cả trứng. Tại vì bạn biết á, là khi mà mình biết có thai là mình muộn rồi. Mình khi mình trễ kinh là con đã được 2 tuần tuổi rồi. Vì vậy á, mà cái quá trình hình thành mọi thứ nó đang trong cái giai đoạn đó cực kỳ, đó là giai đoạn kim cương của một cái đời bé. Thì nhiều khi bạn uống bia bọt trong thời gian đó bạn đâu có biết và nó sẽ vô làm ảnh hưởng tới bé của mình. Vậy thì ngoài cái chế độ dinh dưỡng ra đây, mình cần có phải chơi một cái môn thể thao nào đó để mà là tăng cường cái thể chất của mình không ạ? Trai thấy là người ta khuyên ai cũng phải nên thể thao hết. À, tối thiểu một ngày là 30 phút và tối thiểu 5 ngày trong một tuần. Mà nghe thì nó cũng xa xỉ đúng không? À, đúng. Nhiều rồi. Khi ai cũng nói rằng không có thời gian. Thì cái mà Hương hay chỉ mọi người, vậy thôi mình chia ra đi. Mỗi một lần mình tập 10 phút thôi, một ngày tập 3 lần cũng được. Cũng không có thời gian, làm gì. Vậy thì mình có thể là phối những cái việc vận động đó vào trong cái công việc hàng ngày, đi chợ, đi búa hay đi làm. Ví dụ khi mình đi làm á, mình tới mình xề xe tới thì mình đừng có đi thang máy lên, mình ráng mình lết bộ về 3 lầu. Nếu như mà đi không nổi, 7 lầu đi sao nổi, vậy thì mình đi thang máy tới lầu 5 rồi mình đi bộ 2 lầu mình lên. Rồi, nếu như mình có đi công chuyện gì ở trong cái chỗ văn phòng đó, thay vì ới ới nhau mà xịt cái ghế qua cái rồi nói, vậy thì mình hãy đứng dậy mình tới cái chỗ đó, mình đừng có bắt điện thoại. Tức là để tăng cái vận động lên. Em thấy là riêng bản thân em thì em cũng không cần thiết lắm đâu chị. Tại vì vợ em sai hả chị? À, xuống lấy đồ cho em. Một ngày em đi có chừng 8 bận thôi là em không cần phải đi thể dục thể thao nữa. Vậy thì là về cái vấn đề dinh dưỡng cho cả vợ và chồng á, trong cái quá trình mà là chuẩn bị mang thai thì em thấy nó cũng khá là rộng, nhưng mà là để tụ chung lại nó chỉ có tầm khoảng chừng như là 2-3 đầu dòng mà chúng ta cần phải lưu ý thôi. Vậy thì chắc là bác sĩ nên gạch cho em khoảng chừng 3 đầu dòng đi cho nó dễ nhớ với các bạn khán giả hơn xíu. Rồi, phải chọn 3 thứ mà Hương khuyên đối với chế độ ăn á. Thứ nhất về đạm là mình nên ăn những cái thịt gia cầm, ăn thịt thăn cá và ăn hải sản và có thể thêm trứng. Cái thứ hai nữa là mình nên bổ sung đậu vào trong bữa ăn của mình. Đậu thì bằng các kiểu, có thể là đậu hạt để làm món này món kia, súp hoặc trộn, hoặc là đem đi nấu canh, hoặc là mình có thể nấu chè cũng được, nhưng mà mình cho ít đường. Cái thứ ba nữa, hãy bổ sung hạt. Hạt, các loại hạt dầu như là hạnh nhân, óc chó, má cao, hột điều, đậu phộng gì đó, khoảng ít nhất 30g một ngày cho tới 60g một ngày. Thì tất cả những điều đó đều được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Quý khán giả thấy đó, chỉ là chuẩn bị mang thai thôi mà là kể cả người bố lẫn người mẹ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, nào là phải đưa cái chỉ số cơ thể của mình về cái mức phải gọi là an toàn nhất, tốt nhất nè, rồi phải tạm gọi là kiêng khem đi, không phải là nó quá khó khăn quá, nhưng mà là ít nhất là chúng ta nên để ý thực phẩm nào nên bổ sung và thực phẩm nào nên hạn chế bớt đó. Thì rất là cảm ơn bác sĩ, bởi vì là những lời khuyên vừa rồi em thấy là cực kỳ hữu ích. Và các ông bố và bà mẹ ơi, nếu mà là mọi người đang chuẩn bị mang thai đó thì là nên nhớ những lời khuyên của bác sĩ nha, không sai một ly nào hết trơn hết trọi. Và đó chỉ là hành trình mà chuẩn bị trước khi mang thai thôi. Chủ đề tuần sau chúng ta sẽ bàn sâu hơn, đó chính là khi đã mang thai rồi, chế độ dinh dưỡng cần phải chú ý những gì nha. Và rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng em ạ. Và hy vọng rằng sẽ được gặp lại các bạn khán giả ở chương trình lần sau.